kể lại từ đầu của mình ấy. Vâng. Tức là buổi sáng ấy, là 6 rưỡi sang bên nhà bố mẹ nuôi ở 88 Yên Phụ dọn nhà cho ông bà. Xong đó thì 8 rưỡi có số điện thoại gọi là ra gặp để làm thủ tục cho người tàn tật. Đấy là hội chữ thập đỏ. Thế thì nó bảo là sau đó thì nó bảo cô xuống nhà cháu 117 Hàng Buồm. Thế thì nhà này bảo không đi vì bận lắm, phải đi làm. Còn em thích thì em đến, không thích thì thôi, thì chẳng cần cái đó. Còn bây giờ đã vào nhà chịu đưa người tàn tật đi rồi thì cứ làm thủ tục với cháu cũng được. Thế nó bảo không, cháu muốn lấy chữ ký của cô. Đấy. Thế xong đó thì nó bảo cháu đúng rồi, cháu đến thì cháu gọi cô. Cái số điện thoại nó gọi tới cho chị là bao nhiêu? Số điện 77. Mẹ sở máy đó. Máy đỏ cơ cơ, ở nhà ông bà cầm rồi. Ông bà chịu. Ừ. Rồi. Có số điện thoại. Thế xong đó thì ra một lần, hai lần. Nó bảo cô đợi cháu 5 phút. Cháu cho con cháu ăn hết đấy. Thì là sau cháu ra. Khi cháu ra là cháu đàn ông hay đàn bà? Đàn bà. Cháu mặc cái áo đi nắng màu xanh. Thế xong rồi đi vào nhà làm, cháu nó lại ra 3 lần. Chính lần thứ 4 thì nó bảo cháu đứng ở cửa, thế ra nhìn không thấy, quay mặt khác thì nó xịt luôn vào mình. Đàn bà hay đàn ông xịt? Đàn ông. Đàn ông xịt, đàn ông. Nó chỉ hơn 200 tuổi trở lại. Nhìn rõ mắt nó? Không, nó đeo khẩu trang. Nó đeo khẩu trang. Nhìn nó gầy gầy. Nhưng mà cái số điện thoại gọi cho chị là có gì? Hiện nay còn nằm trong máy gì? Ừ. Số đít là 17. Đít là 17. Thế thì, rồi. Thế thì trong những ngày vừa qua chị có nghi ngờ gì về cái việc đó? Trong những ngày nghi ngờ bọn nó tôi không đi. Không đi. Nó bảo tối về nhà, bảo tối không có nhà. Cái việc nó chở con chị đi thì như thế nào? Chở con chị đi nó bảo là đi đến gặp giám đốc của công ty chữ thập đỏ Việt Nam, à, Trung ương. Để em biết là xem em có thể khả năng còn lao động được hay không. Từ lúc mà chị bị như thế này xong thì cái cô nữ đó còn gọi lại nữa không? Không. Không gọi một tí gì nữa.